Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, nằm trong vấn đề tài bàn về dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi thì chúng tôi đã thực hiện 8 số đối thoại để bàn về những điểm thay đổi trong dự luật. Vừa qua thì chúng tôi đã cùng bàn về việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức. Rất nhiều vấn đề đã được các khách mời đề cập. Tuy nhiên, gần đây nhất số đối thoại trước chúng tôi cùng bàn về nội dung của bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau của các quý vị khán giả cũng như của các khách mời tham gia đối thoại. Và trong số đối thoại tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về những nội dung được đưa ra trong bản kê khai và làm thế nào đấy chúng ta kê khai một cách trung thực, và những nội dung kê khai đó được tiếp cận và được nhiều người có thể giám sát. Thì đó là nội dung chính của chương trình đối thoại tuần này. Tham gia chương trình đối thoại, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời: ông Ngô Thế Vinh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty dược phẩm Vinh Gia; ông Nguyễn Văn Dững, nhà báo, nguyên trưởng khoa báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ông Phan Đức Hiếu, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và tiếp tục với một cái vấn đề tài rất là dài của đối thoại. Tuy nhiên, vẫn liên tục nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả. Thì trước khi mà chúng ta bàn về những bản kê khai mà chúng tôi đã gửi cho các khách mời, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Tôi có 10 tỷ, tôi hoàn toàn có thể kê vào đây 1 tỷ, hoàn toàn đúng luật. Vì cổ phiếu, bây giờ anh định tính giá thế nào? Tôi tính mệnh giá mà, có sai đâu. Đôi khi do lại dưới mệnh giá, đôi khi nó lại gấp hàng chục, hàng vài chục lần mệnh giá. Nhà đất, tôi có cái nhà đất là tôi mua 10 năm trước, bây giờ lại còn mở đường hay là thời gian nó thay đổi, thì bây giờ tôi tính theo cái giá ngày xưa hay cái giá hôm nay? Hôm nay thì ai định giá, tính thế nào? Và quan trọng nữa là bây giờ kể cả có những bằng chứng pháp lý cũng chẳng có tác dụng gì. Giao dịch mua bán nhà đất chúng ta hiện nay thì tôi thấy phổ biến tình trạng là công chứng rồi hồ sơ nộp thuế là chỉ bằng 1/10 cái giá trị nhà đất thật thôi. Đấy, hồ sơ công chứng đàng hoàng đấy, nhà nước thừa nhận đàng hoàng đấy. Nhà nước lúc đấy thì bảo thôi tôi tính thuế theo khung giá, còn ông muốn ghi nào kệ ông. Tức là luật nói rằng là nếu mà ghi cao hơn khung giá thì tôi sẽ tính cao hơn, ghi thấp hơn thì tôi tính theo khung giá. Người ta thường ghi bằng 1/5, 1/10. Thế thì bây giờ tôi tính theo cái hợp đồng công chứng là chuẩn quá đúng không? Làm sao lại bắt tôi lại phải tính theo một cái giá nào đấy mà không có căn cứ gì? Tiền, nếu như mà tôi gửi ngân hàng thì nó rõ là 50 triệu trở lên. Thế còn nếu mà tôi để ở nhà thì nó thoát ẩn, thoát hiện. Thậm chí tôi cho vay mượn nhau, hay là đặc biệt là bố mẹ, anh chị em ruột và con thì hoàn toàn là nằm ngoài cái vòng kiểm soát này. Con chưa thanh niên đấy. Con chưa thanh niên khác với con thanh niên đấy chứ. Bây giờ tôi có con coi tôi 20 tuổi thì nói là thanh niên, nhưng mà thực ra nó hoàn toàn phụ thuộc. Bây giờ 20 tuổi mà có một cái tài sản là có hàng chục tỷ thì làm sao mà có thể có hình thành nhanh như thế được đâu. Cái này là con tôi nhìn đấy là con chưa thanh niên chẳng có ý nghĩa gì. Vì con chưa thanh niên đương nhiên về mặt tài sản là về cơ bản là không có. Không có hình thành tài sản đâu. Chỉ có ai biểu tăng chó nó cũng đáng kể. Cho nên là khái con chưa thanh niên thì nó thì buồn cười vì tài sản là phụ thuộc. Trong lúc cải cân khái là con thanh niên thì lại không khái. Đấy, cho nên cọ chứ mà không cọ. Cho nên cái này là tôi thấy cái đối tượng để liên quan đến cái khái trong gia đình là vợ chồng, con và bố mẹ được không? Trong cái dự thảo luật. Bố mẹ, bởi vì tôi thấy ở Hà Tĩnh có cái ba gì đấy, có cái rồi, biệt thự khoảng 100 tỷ thì ông ngay bàn rau làm rau có biệt thự thế. Bởi vì con nó đặt tên cho nên là tôi nghĩ là bố mẹ, vợ con, vợ chồng, các con, không kể thành niên hay chưa thành niên. Tôi thấy trong thời gian vừa qua là phát hiện chủ yếu là do dư luận xã hội về các cái cơ quan truyền thông, báo chí là cái nơi này nó phát hiện nhiều. Nếu như làm một cuộc cách mạng toàn dân, ai phát hiện được quan tham thì cần có hiện tượng tố giác. Cái đấy mới là cái cơ bản để phát hiện nó chính xác và đến gốc, đến rễ, đến nguồn, đến cạnh. Ông nào mà giàu là dân biết ngay, không ai biết bằng dân cả. Miếng đất này là ông ba nọ đứng tên đấy, nó rất là lớn đấy, nhưng mà cái ba nọ ông kia không phải là người có tiền để mua cái miếng đất đấy. Thì ai một cái tài sản lớn như vậy, hằng 100 tỷ, mấy chục tỷ, hàng nghìn tỷ, thì phải có người thứ nhất, họ là người thứ hai, thứ ba thôi. Theo quan điểm của tôi là như vậy. Chứ còn kê khai thì có lẽ cái bản tài sản này là ổn. Theo tôi nghĩ thế là ổn.
Vâng, thưa các khách mời, trong phần tổng hợp vừa rồi chúng tôi đã đưa tới một số những thông tin ban đầu về ý kiến của các khách mời trong một số trước liên quan tới cái bản kê khai này. Thì có lẽ ở đây thì có những khách mời thường xuyên phải kê khai, có khách mời thì không phải kê khai. Ở những vị trí của các khách mời thì đầu tiên có lẽ là ông Hiếu chia sẻ một chút về cái nội dung bản kê khai mà ông Hiếu nhận được ạ, và thường xuyên phải kê khai hàng năm ạ. Trước hết là nhìn bản này thì tôi thấy nó rất là quen thuộc, và tuy nhiên thì cái ngữ cảnh hôm nay với lại cái công việc hàng ngày nó tương đối khác nhau. Vì hàng ngày trước đây thì tôi là cố gắng hoàn thành cái bản kê khai này, nhưng hôm nay thì mình đã nhìn nó ở một cái góc độ khách quan để đánh giá nó. Thì đúng là có nhìn vào cái bản kê khai này thì tôi cũng có mấy cái điểm trao đổi lại như thế này. Cái thứ nhất là đứng từ người kê khai đã, thì tôi cũng thấy rằng là có một số cái nội dung mà trong quá trình kê khai thì chúng tôi cũng có những cái phân vân trong đầu. Ví dụ như ở đây thì hiện nay quan niệm nói chung của chúng ta, tài sản là tài sản, tạm gọi là mọi tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân đều gọi là quan hệ vợ chồng. Thì tuy nhiên trên thực tế thì đôi khi cũng không hẳn đã phải mọi tài sản là đều của vợ chồng, đặc biệt là ví dụ như tiền mặt chẳng hạn, thì đôi khi chồng hoặc vợ đôi khi không kiểm soát được những cái khoản mình saving, gọi mình tiết kiệm được. Thì tuy nhiên thì ở đây thì bình thường thì chúng tôi cũng kê khai đầy đủ, gọi là đầy đủ các cái tài sản mà hai vợ chồng đang nắm giữ theo đúng cái mục như chúng ta kê khai. Thì tuy nhiên có một cái điểm mà chúng tôi luôn luôn phân vân là trong các cái tài sản thì ở đây nó có một cái là chúng ta phải kê khai cái giá trị. Thì cái giá trị này thì hoàn toàn là do chúng ta tự dự liệu và tự tiên đoán. Và cái mà quan trọng nhất ở đây thì tôi lại cho rằng là xét về cái khía cạnh đó thì cái giá trị không phải là cái quan trọng. Thì giá trị là cái giá trị thị trường, nó có thể lên có thể xuống, và giá trị nó chỉ có quan trọng trong một số trường hợp và một số hoàn cảnh thôi. Và khi nếu như đã là tài sản hợp pháp thì giá trị bao nhiêu theo tôi nó cũng không phải là vấn đề người ta quan tâm, không phải là quan tâm. Nhưng cái thiếu nhất ở đây lại là thường người ta nói đến cái phần ta tạm gọi là nguồn gốc hình thành cái tài sản đấy, đôi khi nó lại có ý nghĩa rất là quan trọng. Tôi lấy ví dụ như tiền mặt chẳng hạn. Như tiền mặt, ví dụ như tôi khai vào đây là 1 tỷ hay 2 tỷ hay 3 tỷ thì chúng tôi cũng không phải trả lời câu hỏi là thế thì cái tiền mặt đấy nó đang nằm là tiền mặt trong két hay là hình thức là gửi ở ngân hàng, và tại sao anh lại có cái khoản 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ hay 4 tỷ hay là 5 tỷ chẳng hạn. Thì đấy là cái mà tôi hình dung ra thấy rằng là, và quan trọng nhất ở đây có một cái điểm nữa là xét ngoài cái việc là người kê khai, và nếu như hôm nay là chúng ta bàn xem cái này nó thực sự có hợp lý và thực sự là nó có góp phần cho cái việc mà ta tạm gọi là phòng chống tham nhũng hay là theo dõi cái sự biến động về tài sản hay chưa. Thì ở trong này nó cũng chỉ có một phần, ví dụ như chúng ta khai về cổ phiếu, chúng ta khai về cổ phần, nhưng trong cái phòng chống tham nhũng thì nó không hẳn là cái đồng tiền. Đôi khi cái đồng tiền mà ta tham nhũng, ta tạm gọi là nhận phong bì mà có, thì đôi khi nó lại không hẳn đã phải là những cái gọi là khoản tham nhũng lớn. Nhưng đôi khi có những khoản tham nhũng mà ta tạm gọi khá là hợp pháp, đó là chúng ta có lợi ích ở những cái công ty, ở những cái doanh nghiệp mà nó rất gần với chúng ta. Thì ví dụ như nhìn vào bản tài sản này thì chúng ta không hoàn toàn không có một cái thứ hai ta tạm gọi là những cái lợi ích có liên quan. Hoàn toàn đây là những lợi ích về mặt tài sản mà người ta có, nhưng đôi khi cái lợi ích có liên quan nó rất là quan trọng. Tôi lấy ví dụ như vợ tôi là giám đốc của những công ty nào có cổ phần, tạm thời gọi là có cổ phần trong bao nhiêu công ty, và công ty đấy là những công ty gì, hiện nay đang kinh doanh trong lĩnh vực gì. Ví dụ như tôi đang làm việc ở ngành y tế chẳng hạn, trong khi vợ tôi lại có cổ phần ở rất nhiều những công ty cũng trong lĩnh vực y tế, hay là có cổ phần trong công ty về dược chẳng hạn. Nhưng hoàn toàn những cái thông tin đó là chúng ta không có. Có nghĩa rằng là nếu như nhìn về mặt kiểm soát ấy, thì tôi cho rằng là một cái mảng rất quan trọng ở đây là các lợi ích có liên quan. Các lợi ích có liên quan, và đặc biệt là như ta nói là các lợi ích có trong các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, và nó không phải là trực tiếp của người đó, nhưng vợ người đó, con người đó, anh người đó, anh ruột đấy, ví dụ như vậy, hay anh rể hay chị rể. Đấy là những cái mà tôi gọi nói rằng là có lợi ích có liên quan. Và cái này thì không phải là khái niệm mới, mà trong luật pháp của chúng ta thì đã có rất nhiều khái niệm, ví dụ như kế toán nó có cái gọi là giao dịch với người có liên quan, hay trong luật doanh nghiệp nó cũng có cái kiểm soát rất lớn những cái giao dịch với người có liên quan. Thì tôi cho rằng là xét ở khía cạnh ngoài cái người phải tuân thủ cái này thì nhìn một cách tổng thể đã, tí nữa thì các anh chị có thể phân tiếp theo, thì rõ ràng là thiếu đi một cái mảng mà tôi cho rằng cực kỳ quan trọng. Vâng. Đó là cái lợi ích có liên quan, không phải là chỉ tài sản mà họ đang có. Vâng ạ. Đúng giữ này nào. Ở đây tôi thấy có vấn đề này, cái kê khai tài sản này ấy, là nó liên quan
Mục đích là một là để đánh thuế, để quản lý và đánh thuế. Hai là chống tham nhũng. Thì tôi nghĩ là cái việc kê khai này nó phải đặt trong hệ thống và quản lý được hệ thống. Và liên quan đến là công khai minh bạch. Nếu anh không đặt cái kê khai này vào trong hai yếu tố đó, không đặt vào hệ thống quản lý hệ thống và không đặt vào công khai minh bạch ấy, thì cái việc kê khai chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa kê khai mà không công khai minh bạch thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó, tôi nghĩ cái này là phải công khai minh bạch. Anh có thể bất kỳ công dân nào muốn biết cái tài sản của công chức, công vụ, anh có thể mạng anh trách được. Hoặc anh yêu cầu cơ quan quản lý cung cấp cho anh đầy đủ được. Người ta cũng đã có luật tiếp cận thông tin. Có giá trị từ ngày 1 tháng 7 2018 rồi. Thế nên theo tôi là cái kê khai càng đơn giản càng tốt, không cần phức tạp nhiều. Và cái bản trong này tôi thấy kê khai thế này là cũng vừa phải, là hợp lý. Nhưng tôi muốn đặt ở đây là kê khai của từng người, đặc biệt là những cán bộ công chức nhà nước, phải đặt trong hệ thống quản lý và công khai minh bạch. Thì không có ý nghĩa gì là ví dụ tôi thì cái cấp này quản lý thì muốn cho biết thì cho, không cho thì thôi, chả có ý nghĩa gì cả. Bất kỳ công dân nào mà nếu tôi là công chức có chức vụ hạn ấy, và bất kỳ công dân nào muốn biết tài sản của tôi, họ đều trách vào được. Hoặc họ yêu cầu cơ quan quản lý tài sản quản lý công bố là họ cho biết là biết được. Thì tôi cho hai yếu tố này quan trọng. Còn tôi thì tôi rất ủng hộ cái quan điểm là đánh thuế nhà cửa hay là xe cộ, phương tiện lớn. Cái này hợp lý thôi, nhà hầu như quốc gia nào người ta cũng làm. Tức là ví dụ như Úc, anh có tiền thì anh mua bất động sản thì người ta ưu tiên về thuế để thu nhập giảm đi. Tôi có 1 triệu đô nhưng mà tôi không mua đất bất động sản thì tôi đóng thuế thu nhập cao hơn. Nếu tôi mua đất bất động sản, mua nhà cửa, tôi mua 2-3 cái nhà được thì cái thuế thu nhập cá nhân của tôi nó sẽ giảm đi. Vì người ta ưu tiên để ổn định. Còn ở mình thì không quản lý được cái này. Cái nguồn gốc là quản lý tiền mặt. Mình không ai mà đi vác cái bao tải tiền mặt đi được. Tôi nhớ hồi ở bên Nga thì người ta bảo bây giờ xem vụ tai nạn mà có người chết chẳng hạn, không cần là xem hộ chiếu hay passport gì cả. Chỉ xem sơ vì ông nào mà nhiều tiền thì đấy là người Việt. Đấy. Người Việt bao giờ mang cục tiền trong người ấy. Thế này là bất an cho cá nhân và này bất lợi cho quốc gia. Thế nhưng theo tôi cái kê khai tài sản của cá nhân ấy, thì cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng cái việc quản lý hệ thống. Vâng. Nhưng đúng rồi ạ. Đúng. Ở đây nhưng thì mà... có hai câu chuyện chắc chúng ta sẽ phải bàn trong cái quá trình hôm nay. Cái câu chuyện thứ nhất là nhà nước cần thông tin gì? Có nghĩa là cái thông tin gì mà nhà nước cần? Thì tôi cho rằng là có hai cái thông tin mình phải tư duy rộng ra. Là không chỉ những thông tin là những cái tài sản gọi là hiện vật, gọi là sản vật, là tiền mặt. Mà tôi thì cho rằng là cái thông tin về lợi ích có liên quan cũng sẽ rất quan trọng. Đấy là cái thứ nhất. Ít nhất là để nhằm cái mục tiêu là minh bạch hóa. Và đấy là cũng là ngoài cái mục tiêu là đánh thuế thì tôi cho rằng là cái kê khai tài sản này không nặng về... Có lẽ không nặng về đánh thuế, nhưng nó sẽ nặng về minh bạch và chống cái gọi là tư lợi và chuyển dịch cái lợi ích hoặc là cái lạm dụng cái vị trí địa vị quyền hạn của mình để mưu cầu cái lợi ích và cho rằng đấy là một phần của tham nhũng. Và cái phần thứ hai là từ cái thông tin có được, nhưng làm thế nào để cái thông tin đó nó thực sự là nó vận hành được vào trong hệ thống. Có nghĩa là như anh vừa nói, có nghĩa là chúng ta sẽ xử lý cái thông tin có được như thế nào để nó góp phần vào làm chống cái lạm dụng cái địa vị quyền hạn để tạm gọi là mưu cầu cái lợi ích cá nhân thay vì lợi ích chung của xã hội. Thì có lẽ là đầu tiên thì tôi mới bàn về cái việc là nhà nước cần thông tin gì. Chúng tôi cũng đang bàn đến việc đó, bởi vì làm thế nào đấy để kiểm soát tính trung thực của các bản kê khai, rồi làm thế nào đấy công khai lên, thì chúng tôi đã bàn ở rất nhiều các số trước rồi. Thì tuy nhiên số này chúng ta sẽ vẫn bàn sau khi mà bàn về nội dung bản kê khai. Còn ông Vinh thì thế nào? Ở cái góc độ doanh nghiệp tôi ấy, thì chúng tôi hay nhìn nhận cái mục đích của cái việc này là gì. Ví dụ như đây là một cái bản kê khai thì tôi nhìn qua thì thấy nó rất là hợp lý thôi, bởi vì các cơ quan soạn thảo người ta đã nghiên cứu hết rồi và người ta đã đưa ra những cái danh mục mà nó có liên quan đến cái vị trí của cái người công chức đấy, và tất cả những cái gì nó liên quan để tạo ra cái thu nhập thì đều có ở đây. Thế thì vấn đề với mục đích kê khai để làm gì? Để biết rằng là cái người đấy có bao nhiêu tài sản và cái tài sản đấy từ đâu mà ra. Đấy, thế nhưng mục đích biết như thế để làm gì? Để biết xem là người ta có tham nhũng hay không. Thế cuối cùng là biết rằng là cái cá nhân đấy có lợi dụng cái vị trí của mình để tạo ra cái thu nhập cho mình hay không. Thế thì, nhưng biết như thế rồi thì để làm gì tiếp mới là quan trọng. Thế mới là quan trọng. Thế thì ở đây cái mục đích lớn nhất của nhà nước là
hạn chế tham nhũng. Hạn chế tham nhũng. Đây cũng chỉ là một trong những cái phương pháp, một trong những công cụ, một trong những công cụ thôi. Thế thì nhưng cái công cụ này cũng chỉ là công cụ phía sau, tức là sau cái việc nó xảy ra rồi tôi mới dùng cái này để tôi tìm. Thế thì nó vô cùng khó khăn, bởi vì với một người với trình độ nhận thức bình thường chỉ biết đọc, biết viết, biết cộng trừ nhân chia, cũng có khả năng giấu tất cả những cái thứ này đi mà không ai có thể biết được. Chứ không cần phải đến một người có cái trí tuệ nhất định, giữ những cái vị trí nhất định. Ví dụ như tôi nói, ví dụ một ông nông dân, ông cũng có thể biết đọc, biết viết, ông có thể đem giấu hết những cái thứ này thì ông nghĩ ra được cách ông ấy giấu mà không ai có thể tìm được hết. Với cái mối quan hệ họ hàng lằng nhằng hàng trăm hàng nghìn người, mỗi một gia tộc, mỗi một họ hàng đều có như vậy. Thế thì chỉ một người bình thường người ta đã nghĩ được cách giấu rồi. Thế thì cái này có ý nghĩa gì không? Đấy mới là vấn đề. Đấy mới là vấn đề. Và chúng ta cứ nói đi nói lại cũng chẳng giải quyết cái gì. Nếu như chúng ta cần biết người ta có thu nhập là bao nhiêu thì mình phải đánh giá đúng cái năng lực của người ta. Tôi nói ví dụ như là tôi có những người bạn, người ta làm phó tổng giám đốc cho một ngân hàng, lương của người ta từ 250 triệu đến 300 triệu. Và người ta rất là rõ ràng. Và người ta mua cái gì người ta công khai hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị trí người ta, với cái chất xám người ta, với năng lực người ta có được cái thu nhập đấy. Thế thì với một cái vị trí là phó tổng ngân hàng thì người ta cũng chỉ tương đương trí tuệ với một ông vụ trưởng vụ phó nào đấy thôi. Thế thì nếu cái ông vụ trưởng vụ phó ông có lương 250 triệu, 300 triệu, ông ấy có nghĩ đến chuyện tham nhũng được không? Đấy, vấn đề nó là ở chỗ đấy. Chứ không phải là vấn đề là khi người ta đem giấu rồi thì mình tìm cách mình lôi ra thì vô cùng khó khăn. Nó có rất nhiều cách. Tôi nghĩ là cái khai tài sản này á, là ngoài cái việc mà mục đích trọng tham nhũng các thứ ấy, thì tôi nghĩ là nhà nước cũng cần phải nắm được cái tài sản, biết được tài sản để có cái chính sách điều tiết đầu tư hoặc là phát huy nguồn lực quốc gia. Chứ anh quản lý một đất nước mà không biết tài sản, chỉ biết tài sản về đất đai, rừng vàng, biển bạc các thứ, nhưng mà không biết cả cái công dân bây giờ tích lũy tài sản về cách nào để anh điều tiết cả cái dòng vốn này thế nào thì đấy cũng bất lợi. Cho nên ở góc độ mà vĩ mô cũng cần phải có một chính sách điều tiết quốc gia để huy động tối đa cái nguồn lực quốc gia mà từ đấy. Ngoài cái việc là trọng tham nhũng, ngoài cái việc để minh bạch, ngoài cái việc này kia, thì cái này tôi cho là cái quan trọng về mặt chiến lược phát triển quốc gia lâu dài. Vâng. Nhưng có một khán giả có nói là đầu tiên khi nhìn vào cái bản kê khai này là mọi người cứ phải kê khai trung thực đã. Cứ kê khai đầy đủ những gì mình đã có đi đã. Còn sau đó để chúng ta giám sát thế nào, chúng ta phát hiện ra sao thì đấy là việc chúng ta sẽ tính tiếp. Đúng không ạ? Và làm thế nào đấy để chúng ta biết được cái tính trung thực của một cái bản kê khai thế này. Tôi cho rằng là nó có ý nghĩa. Tất nhiên là chúng ta nói rằng là nếu như ta đặt trong hoàn cảnh, đặt trong cái hoàn cảnh như chúng ta thảo luận là cái bản kê khai này nó liệu phải là một trong những công cụ thôi. Chưa biết nó có hiệu quả nhất hay không. Nhưng mà đây là một công cụ mà phổ biến hầu hết các quốc gia đều áp dụng. Thì rõ ràng là việc đầu tiên là chúng ta cái mong muốn là nó giống như đây là một cái đường cơ sở ở tại một thời điểm nhất định trước khi anh nhận nhiệm vụ của một, ở một cái vị trí lãnh đạo nhất định. Và sau đó thì anh trong cái quá trình phấn đấu thì anh sẽ tăng dần. Và như vậy thì đây nó sẽ là cái cơ sở đầu tiên. Có thể nói là để là cái điểm mà đối chiếu sau này trong cái quá trình mà anh công tác. Và như vậy thì có thể cái mục tiêu sử dụng thì hoàn toàn nó có thể sử dụng ở một chừng mực nào đó để đo lường cái mức độ gia tăng tài sản hay giảm đi mà trong quá trình anh công tác. Để từ đó nó có vào nhiều cái hàm ý thôi, chứ không hẳn đấy để dùng nó để kết luận. Nhưng rõ ràng là tôi cho rằng là thế thì trong cái trường hợp nhất định thì cái bản kê khai này nó cũng rất là nó là cái yêu cầu tối thiểu để minh bạch hóa cái tài sản. Và thứ hai là đó là một cái, có thể là một cái công cụ tôi cho rằng là để xã hội giám sát và các bên có liên quan giám sát cái quá trình tăng giảm tài sản, và để giám sát ngay cả cái việc cái tính trung thực. Bởi vì chúng ta biết rồi, nếu như chúng ta nhìn vào bảng tài sản này nhưng mà người dân người ta biết rằng là cái tài sản thực tế của anh nó khác rất nhiều và rất nhiều cái tài sản không được kê khai, và đấy như chúng ta thấy như vừa rồi thì rõ ràng là trong một chừng mực nhất định nó có cái tác dụng nhất định trong cái việc xử lý cái giám sát. Nhưng tôi vẫn nhắc lại rằng là ở đây nếu bàn về mặt kỹ thuật thì ở đây tôi vẫn thấy rằng cái này vẫn có hạn chế. Về mặt cá nhân tôi thì tôi cho rằng là như tôi vừa nói là rõ ràng là chúng ta chưa có được thông tin nhiều về cái mà tôi cho rằng là cái nguồn gốc rễ, cái gốc rễ, cái công cụ. Ví dụ ta nói đến tham nhũng thì gốc rễ của tham nhũng ở đâu, và cái cách nào để người ta tham nhũng thì có rất nhiều cách đúng không? Một là nhận tiền trực tiếp từ cái việc gây khó khăn trong việc thủ tục đúng không, chuyển những lợi ích đáng nhẽ của nhà nước cho những cái ta tạm gọi là những doanh nghiệp sân sau đúng không, vân vân và vân vân. Thế thì ở đây trong những cái tôi cho rằng là nếu như để có cơ sở để theo dõi
để có cơ sở để chúng ta giám sát theo nguyên tắc quản lý rủi ro, thì rõ ràng chúng ta vẫn thấy, tôi thấy vẫn thiếu một cái phần thông tin ở đây, đó là những cái lợi ích có liên quan, những cái nguy cơ đó tôi tạm gọi là những nguy cơ, những cái quan hệ mà nó dường như có thể coi giống như quan hệ của doanh nghiệp sân sau, của những hoạt động kinh doanh sân sau, thì rõ ràng nhìn vào đây tôi thấy là thiếu. Tôi thấy anh nói như vậy có một cái ý, tức là cái lợi ích hay tài sản nó tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Đúng rồi. Và các cái dạng đấy mình không thể lúc người ta không thể lúc nào kê khai được. Kê khai này tôi cho là công khai này. Ví dụ tôi bảo trong ví tôi hiện nay có 1 triệu đồng là công khai. Đó. Là tôi khai ra là công khai. Nhưng minh bạch nó lại khác. Minh bạch tôi đưa ví tôi ra để cho mọi người xem thì không phải là 1 triệu mà lại 5 10 triệu. 10 triệu chẳng hạn. 10 triệu. Như vậy là công khai đi liền minh bạch. Kịch bản kê khai này là có ý nghĩa là công khai thôi, chưa minh bạch. Vậy làm thế nào để minh bạch thì phải xã hội hóa cái để chúng ta biết công khai đã cán bộ công chức nhà nước. Thì anh phải công khai và minh bạch. Đấy. Ví dụ tôi là vụ trưởng, tôi kê khai tôi tháng thu nhập 15 triệu. Thu nhập vãng lai hợp thành một tháng đổ 10 triệu nữa, 25 triệu. Nhưng tại sao mỗi tháng 25 triệu ông lại có nhà mấy chục tỷ? Người ta thấy ông mới mua cái nhà mấy chục tỷ ở đâu ra? Cái đấy chính là minh bạch. Mà minh bạch đấy là người ta, công chúng hay nhân dân người ta giám sát. Giám sát xã hội. Cái đấy gọi là giám sát xã hội. Không phải là giám sát nội bộ trong hệ thống. Công đoàn hay đoàn thanh niên đều có cả. Người ta có thể xác nhận nhân cái bản kê khai đấy. Nhưng người ta không chứng minh cái minh bạch ấy được. Đúng không? Minh bạch ấy phải là xã hội. Phải là giám sát xã hội. Như vậy là cho nên cái việc kê khai này tôi cho là chỉ điều kiện cái đường cơ sở thôi. Hay là đường cơ sở thôi. Còn minh bạch là phải công khai hóa nó để cho công chúng, cho nhân dân người ta giám sát được, người ta biết đấy. Tôi cho đấy là sức mạnh. Vậy cho nên người ta bảo là nhân dân là sức mạnh như thế, công chúng là sức mạnh như thế. Mà cái cánh để thay mặt dẫn dắt cái minh bạch đấy chính là báo chí truyền thông. Đúng không? Vâng. Báo chí truyền thông làm cái việc đấy. Vâng. Thay mặt công nhân dân, thay mặt công chúng, nó giúp cho cái minh bạch hóa. Và vừa rồi thì các khách mời có nói là hiện nay cái thực trạng là những cái bản kê khai như thế này được kê khai đầy đủ. Đầy đủ tất nhiên là theo cái như ông Hiếu nói là trung thực vâng. Thế xong sau đó thì là người thì nói là để trong ngăn kéo, người thì nói là không được tiếp cận. Tuy nhiên cũng có khách nói là cũng đã được công khai ra rồi, cũng đã được dán ở trong cơ quan 1 tháng, 2 tháng để mọi người có thể xem. Thì không biết thực trạng đấy ở các cơ quan của các khách mời như thế nào? Cái kê khai này tôi cho là cũng chưa đầy đủ đâu. Vâng. Kê khai này là nó còn nhiều thứ trong này lắm. Mặc dù gọi là đường cơ sở. Đấy. Thì trong này gồm có bao gồm cả cái khoản thu nhập thường xuyên, thu nhập vãng lai của anh như thế nào. Chứ đâu chỉ mua nhà. Đâu chỉ tài sản là xe cộ. Nó rất là nhiều anh. Nhiều, trong này là... có rất nhiều mục có. Vâng. Đấy, thế thì các cái nguồn, các khoản thu nhập theo tôi là cũng nên cho vào đây khai hết. Vâng, các thu nhập cũng có trong này. Thực ra thì đúng là xét về mặt tài sản ở đây thì anh đọc kỹ thì nó tương đối đầy đủ, gồm là nhà cửa, bất động sản này, động sản là ô tô, tàu thuyền này, tài sản là tiền mặt này, tài sản là cổ phiếu này, tài sản là kim loại quý, đá quý này. Sau đó chúng ta hàng năm chúng tôi vẫn phải kê khai cả cái sự biến động về tài sản và giá trị về tài sản. Thì rõ ràng đây thực ra cái bảng kê khai này thì nó có mục tiêu, thứ nhất là để cơ quan nhà nước thu thập thông tin. Điều đầu tiên là thu thập thông tin dựa trên cái sự trung thực, dựa trên cái tính gọi là trung thực của cán bộ công chức đã. Và đó là cái tính quan trọng nhất mà. Bởi vì người ta thay mặt với công chức có nhiệm vụ là thay mặt nhà nước để thực hiện các hoạt động mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Rõ ràng là cái việc đầu tiên anh không trung thực, anh không trung thực với chính cái hoạt động của mình thì rõ ràng rất khó để có thể cung cấp được cái dịch vụ tốt cho nhà nước. Thế thì rõ ràng là ở đây thì như vậy, bỏ qua cái vấn đề về thu thập thông tin ở đây như chúng ta vừa trao đổi thì tôi cho rằng là còn nhiều thông tin mà cần phải thu thập ở trong này. Thì cái vấn đề là làm thế nào để cái thông tin này nó thực sự là hữu ích, làm thế nào để cho cái bảng này nó thực sự là trở thành công cụ thực sự trong việc hạn chế thôi, chứ còn lại loại bỏ là không thể. Thì như anh vừa nói thì tôi rất đồng ý với quan điểm rõ ràng là cần phải có cái sự ít nhất là công khai hóa, minh bạch hóa cái thông tin ở đây. Thế tuy nhiên có rất nhiều vấn đề đặt ra là hiện nay thì cái thực trạng tôi cũng xin kể là đúng là những cái bảng này thì tùy vào từng cái đối tượng cán bộ chức vụ khác nhau thì cái mức độ công khai cũng sẽ rất khác nhau. Ví dụ như dán ở cơ quan để là cán bộ công nhân viên xem và góp ý, thế rồi cũng có họp để thảo luận để cho cán bộ công nhân viên có liên quan thảo luận để đánh giá, nhận xét, phát hiện xem có gì gian lận, có gì không trung thực. Nhưng quả thật là hiện nay cái hạn chế lớn nhất của tôi vẫn cho rằng là thông tin này mới đang là lưu hành nội bộ. Rõ ràng là đối với những bên có liên quan, với người dân, người doanh nghiệp và những bên có liên quan, người ta có quan tâm thì thực sự là
không được tiếp cận đối với các cái thông tin này. Thế tuy nhiên thì ở đây tôi cũng hỏi luôn, có hai anh cũng trao đổi thôi. Thế tuy nhiên tôi cho rằng là không phải mọi thông tin trong này đều nên được công khai một cách rộng rãi cho toàn dân biết. Đấy là cái việc đầu tiên. Vì nó một phần là về quyền, quyền được giữ bí mật các cái thông tin về tài sản. Và đôi khi cái thông tin về tài sản, ngay cả khi chúng ta biết là rất rất nhiều những cái tài sản người ta làm giàu một cách chính đáng, nhưng cái thông tin đó nếu lộ ra ngoài thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến, thậm chí đến cái an ninh, cái an ninh của gia đình, an ninh của cá nhân và của những người có liên quan. Thế tuy nhiên ở đây chúng ta lại cân bằng giữa mục tiêu là chúng ta phòng chống tham nhũng, giữa mục tiêu là cái quyền tư nhân, quyền riêng tư, quyền được bảo vệ bí mật về thông tin, đúng không? Thế thì rõ ràng câu hỏi lớn nhất hiện nay, thế thì ai được quyền tiếp cận, tiếp cận đến mức độ nào về mặt thông tin? Rõ ràng đây là một câu hỏi rất lớn. Vâng. Tôi thấy này, cái câu hỏi đặt ra là đúng ấy. Thế nhưng mà nó có chuyện này này, cũng như là bí mật đời tư, cũng như là đời tư riêng tư. Cái riêng tư ấy phải được tôn trọng, pháp luật bảo vệ. Nhưng với điều kiện là cái riêng tư của anh không xâm hại lợi ích quốc gia, không xâm hại công cộng. Bây giờ tài sản của tôi là cán bộ công chức, nó khác với anh doanh nghiệp tư nhân. Đúng không? Anh là doanh nghiệp tư nhân thì không ai được đụng đến cả, đúng không? Anh gì hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và anh không được trốn thuế. Nhà nước kiểm soát thuế thôi, đúng không? Còn tôi là công chức thì tôi phải tuân thủ cái đấy, đúng không? Tuân thủ công chức cũng không thể lý do gì mà tự nhiên trong 1-2 năm lên thủ trưởng mà tự nhiên giàu sụ thế được. Cái đấy khác, cái đấy không còn là bí mật đời tư, không biết về tài sản nữa, mà đấy là xâm hại rồi. Còn doanh nghiệp tư nhân thì không vấn đề gì, vô tư. Chỉ tôi nói lại là chỉ kiểm soát thuế thôi. Anh trốn thuế là anh bị, đúng không? Không phải tôi nói thế có đúng không anh? Đúng. Quan điểm của anh cho rằng là đối với công chức, cái này nó sẽ áp dụng với công chức. Vâng. Cán bộ công chức trong hệ thống. Và toàn bộ thông tin. Cán bộ viên được cung cấp đầy đủ cho công chúng. Đúng rồi. Một cách tiếp cận một cách dễ dàng. Thế thì lúc mà tôi cũng có ý kiến là mục tiêu mình đưa ra cái bản kê khai này để làm gì? Nó là nếu khi mình xét ở một trong những công cụ để phòng chống tham nhũng, thì mình cần phải cử một cái cơ quan nào đấy theo dõi rất là chặt. Nó vừa đảm bảo được tính công khai là người này không che giấu được thu nhập của mình, vừa đảm bảo được tính bí mật là có những thứ tôi không muốn cho người khác biết. Ví dụ như chúng tôi là những cái doanh nghiệp làm kinh tế, các cái hợp đồng kinh tế giữa hai bên với bất kỳ ai chúng tôi đều có điều khoản bảo mật. Đúng rồi. Dù là nhà nước phải được biết, dù cơ quan chức năng khi chúng tôi xảy ra cái gì đấy thì nhà biết. Nhưng khi chưa xảy ra cái gì chúng tôi cũng không muốn cho bên thứ ba biết. Thế thì với những cái cá nhân, những con người đã là công dân thì người ta có những thứ người ta không muốn cho ai biết. Thế thì xét ở trên cái góc độ mà là công cụ để phòng chống tham nhũng thì phải minh bạch. Nhưng mà xét ở trên cái quyền và lợi ích cá nhân thì phải có những thứ bí mật. Thế vấn đề ở đây là chúng ta cắt cử một cái cơ quan nào theo dõi được cái này và theo dõi một cách công tâm nhất để vừa đảm bảo được hai cái quyền lợi đấy. Nhưng tôi nghĩ là không ai theo dõi tốt bằng người dân được đâu ạ, bởi vì là bây giờ hiện nay là hơn 1 triệu bản kê khai mà cũng chỉ có phát hiện ra một vài trường hợp là kê khai không trung thực, rồi sắp tới hơn 2,4 triệu công chức, đúng không ạ? Rất nhiều bản kê khai đó làm gì có cơ quan nào có thể giám sát được ạ? Và thứ hai, anh là công chức, anh phải khác với cả công dân, anh phải khác với cả người dân chứ ạ? Thế thì ở đây chúng ta có một cái thứ nữa, đấy là cái tư cách của người công chức đấy. Thế ví dụ như chúng ta đã là công chức thì yêu cầu anh phải là người trung thực. Đúng rồi. Ví dụ như thế, nếu tôi phát hiện anh không trung thực, lập tức anh bị loại bỏ. Ví dụ như thế. Thế thì nhưng phải giám sát thì mới biết được là có trung thực hay không ạ? Đúng rồi. Thế thì vấn đề là cái cơ quan giám sát đấy là cơ quan nào để đảm bảo được rằng là có những thứ thì cần minh bạch, nhưng có những thứ cần phải bí mật trong cái cá nhân đấy. Thì vấn đề là chúng ta không biết đã phân công cho một cơ quan nào đấy. Hình như tôi biết là thanh tra chính phủ. Thanh tra chính phủ. Thế thì cái chức năng nhiệm vụ cụ thể của cái cơ quan đấy như thế nào thì bản thân chúng ta ở đây chắc là không rõ. Tôi có ý kiến hơi khác hơn một chút ấy. Là vì này này, nếu có một tổ chức, một cơ quan mà để đảm trách việc đấy, tôi không tin. Không làm được. Bởi vì này, thanh tra chính phủ là người ta thanh tra hai trường hợp đột xuất và thanh tra khi có dấu hiệu sai phạm. Thanh tra thường xuyên. Thế thì thanh tra này hiện nay trong thực tế là phát hiện được bao nhiêu vụ việc tiêu cực. Người ta cho rằng là thống kê mấy năm trước đây là đến hơn 90% cái vụ việc tiêu cực là do báo chí truyền thông phát hiện, do dân phát hiện.
Thế thì cơ quan này chẳng có ý nghĩa gì cả, mình để thêm cơ quan có mỗi mỗi cấp đều có một cơ quan không làm gì mà chỉ tốn kém mà nuôi bộ máy thôi. Tôi cho là minh bạch là tốt nhất. Bởi vì là ví dụ anh là làm giám đốc doanh nghiệp tư nhân nhá. Thu nhập của anh mỗi tháng trung bình khoảng một vài tỷ, chục tỷ, trăm tỷ. Thì anh chỉ hoàn thành nộp các loại thuế đúng không? Thế nhưng khi anh từ bỏ cái chức vụ giám đốc doanh nghiệp đấy, anh vào hệ thống chính trị, hệ thống hành chính, anh tham gia quản lý. Ví dụ anh làm phụ trưởng hay thứ trưởng thì anh phải kê khai toàn bộ ban đầu này. Và người ta quản lý anh từ cái lúc mà anh làm công chức viên chức cho đến khi sau này phát sinh. Nó phải được giám sát, phải được công khai minh bạch. Thì tôi cho rằng cái việc minh bạch là tốt nhất để cách quản lý. Tôi thì tôi đồng ý với một ý kiến của anh, tức là ở đây chúng ta nếu như nói về xét về cái kênh, cái cách thức mà chúng ta làm cho cái thông tin này nó trở nên thực sự là hữu ích, cũng như kiểm tra cái tính trung thực của cán bộ công chức, cũng như là để kiểm tra cái sự biến động của tài sản, để từ đó có những cái ta tạm gọi là để tìm ra những cái dấu hiệu nguy cơ và những cái nhóm đối tượng có nguy cơ, thì đấy là cái việc đầu tiên. Thế thì tôi cho rằng là một cơ quan như chúng ta nói thì rõ ràng đây, nếu như chúng ta chỉ dựa vào một cơ quan nhà nước để thu thập thông tin, xử lý thông tin, đánh giá thông tin để xác nhận thì tôi cũng không dám tin lắm. Đấy là cái việc đầu tiên. Họ có thể làm được, nhưng cũng có thể vì nhiều lý do mà họ có thể làm không trung thực, không khách quan. Và tôi thì tôi vẫn muốn rằng là rõ ràng cái vai trò của xã hội là quan trọng trong việc đánh giá cái tính trung thực, chính xác của các cái thông tin này. Tôi cho rằng là vai trò của xã hội. Và như vậy thì nó xuất hiện vấn đề như chúng ta bàn ban đầu là thế thì ta phải công khai cái thông tin này, đấy là điều bắt buộc. Tôi cho rằng là sắp tới này chúng ta buộc phải công khai cái thông tin này ra ngoài phạm vi của cơ quan tổ chức và các bên có liên quan có quyền tiếp cận. Nhưng rõ ràng là vấn đề vẫn tranh luận nhất hiện nay ở đây, thế thì những thông tin mà công khai ra ngoài nó là thông tin ở mức độ chừng mực gì? Nhưng mà giả sử như tôi đặt cá nhân tôi nhá, đặt cá nhân tôi, anh chị có thể cho em ý kiến. Tôi sẵn sàng, tôi như cá nhân tôi thì tôi sẵn sàng công bố đầy đủ chi tiết cái bảng này cho xã hội. Và tôi cũng không thấy có gì là nhạy cảm cả. Là đối với cá nhân như tôi là một công chức ấy, tôi đã kê khai, nhưng tôi sẵn sàng nếu như giả sử cái bản này của tôi được công khai đầy đủ chi tiết, không giấu giếm một thông tin gì, thì tôi cũng không thấy có vấn đề gì. Đấy là hiện nay như tôi là tôi, vì tôi đúng đầu thì tôi cũng nói là rất nhiều quan điểm e ngại về cái tính riêng tư, tính bảo mật, lo lắng với thông tin. Như cá nhân tôi thì như giả sử như tôi hiện nay mà cái bảng này được đưa lên mạng và được truy cập một cách đầy đủ thì tôi cho rằng là cá nhân tôi thì cũng không, chưa nhìn thấy vấn đề gì và cũng chưa thấy có gì để lo lắng. Đấy là cái việc cả về mặt đời tư, cả về mặt tính trung thực, chính xác và mọi thứ, thì rõ ràng là tôi cho rằng là có lẽ ở một chừng mực nào đó thì tôi đồng ý với anh là mình phải có thể tính thôi, nhưng ít nhất là công khai càng nhiều thông tin, càng nhiều thông tin thì càng tốt. Đấy là cái việc đầu tiên. Và càng nhiều thông tin thì nó càng giúp cho cái sự giám sát, càng giúp cho cái tăng được cái sự chính xác, trung thực trong cái việc kê khai, và càng giúp cho được xã hội cùng với nhà nước xác định những cái nhóm mà nó có nguy cơ, nhóm người có nguy cơ, nhóm tổ chức có nguy cơ, ta tạm gọi nguy cơ bởi vì đây nó chỉ thông tin ban đầu thôi, và chúng ta từ đó mà cơ quan nhà nước có những cái biện pháp để giám sát chặt chẽ hơn, thậm chí điều tra để xác định chính xác các nhóm này, thì tôi cho rằng là càng nhiều càng tốt. Tôi cho đấy là các thực kê khai này là kê khai trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của nhà nước đã đang bàn ở chỗ này. Đúng rồi. Chứ không phải là công dân nổi chung. Vâng, đây là bàn cho công chức. Đây là bàn công dân nổi chung. Kê khai cán bộ công chức ạ. Kê khai cán bộ công chức vì anh đã nằm trong hệ thống thì anh phải chấp nhận cái sự kiểm soát của hệ thống. Đúng rồi. Không chỉ chấp nhận cái sự kiểm soát của hệ thống đã phải tuân thủ, mà còn kiểm soát của nhân dân. Đúng rồi. Và bây giờ ta rất nhiều có phương tiện để kiểm soát cái này. Tôi lấy ví dụ là mạng xã hội. Cứ mạng xã hội là họ đưa lên hết đấy, họ biết hết. Đúng không? Vì mạng xã hội đôi khi là nặc danh công khai, họ không đưa được. Thế nếu mà chúng ta thiện ý để làm rõ việc này thì rất dễ. Người ta xác minh nguồn tin, cả cơ quan có trách nhiệm người ta xác minh nguồn tin rất rõ, rất dễ. Tôi lấy ví dụ gần đây cả chúng ta đều biết là một số quan chức ở Trung Quốc ấy, khi khám nhà riêng người tham nhũng thì có đến cả hàng tấn tiền mặt. Tại sao như vậy? Ba tấn. Vài ba bốn tấn tiền mặt. Tại sao như vậy? Kể cả Nga không thế, để trong nhà, thậm chí đau khám bí mật dưới nhà để. Tại vì sao? Một phần là họ quản lý được cái nguồn tiền mà gọi là trong ngân hàng, chu chuyển trong ngân hàng, họ quản lý chặt cái này, không dám gửi vào. Thứ hai là cũng chưa dám mua nhà cửa gì bởi vì mua bị lộ. Tiền đút lót là cứ trôn trong đất. Khi bùng phát lộ ra thì coi cả mấy tấn tiền mặt. Đúng không? Thế nhưng ngược lại, công khai minh bạch thế này, kê khai thế này, đồng thời với việc quản lý cái nguồn, cái đường đồng tiền mặt đi, anh rút ra khoảng độ 1-2 triệu là khó rồi.
Thế rõ ràng là nó chặn tất cả. Cái này tôi nghĩ là bộ trách nhiệm bộ tài chính mình nói sau. Cái nhiệm bộ tài chính làm được cái này, tại sao người ta không làm? Cũng giống như là chạy người ta hiện nay là cái dở nhất là minh bạch, ngay cả an toàn giao thông, ngay cả kiểm soát là gọi là tai nạn giao thông. Tại làm gì mà cảnh sát giao thông làm thế trong cái thời buổi công nghệ số này, đúng không? Tại sao không đầu tư hệ thống camera để phạt nguội? Nhiều người cứ đang phạt nguội khó khăn rồi là bán xe rồi không chuyển tên đến xe cũ chỉ trách nhiệm. Ông bán xe mà ông không sang tên đổi chủ thì ông có chịu trách nhiệm về cái đấy, không có vấn đề gì cả, không thắc mắc gì cả. Tôi đồng ý. Tôi nói rằng có thể giảm đi một nửa lực lượng cảnh sát giao thông hiện nay để lắp hệ thống camera. Nhưng hiệu quả xã hội tăng lên trong 5 năm tăng lên hẳn, phạt nguội ngay. Sau một tuần có cái bưu về là ông phải nộp. Sau một tuần ông nộp là nhiều nước cũng đang làm. Người ta làm thế cả. Tại sao mình lại đứng giải sắp nơi rồi gây ra những bức xúc phản cảm xã hội, nó tạo ra bức xúc ức chế xã hội, nó tạo ra một cái nhìn không tốt với nhau. Rõ ràng đây là quay lại cái tên là lúc này là minh bạch. Thì tôi cho tài sản nó cũng là minh bạch. Đúng rồi. Và vì thế nên các khách mời các số trước có đưa giải pháp là tất cả chúng ta cứ đưa hết lên mạng, công khai, tất cả các bộ ngành, địa phương, sở ban ngành đều có website hết. Nhưng cả một công chức nếu không vấn đề gì chúng ta cứ đưa lên mạng cũng không có gì mà phải chứng tư. Và đấy là vì ta là công chức nên ta phải khác với cả mọi người, ta là cán bộ công chức, đúng không ạ? Thậm chí chúng ta có hoàn toàn có thể xây dựng, hiện nay chúng ta đủ điều kiện để xây dựng một bộ cơ sở dữ liệu. Vâng. Của cán bộ công chức. Thực ra thì các cái vấn đề chúng ta trao đổi đấy thì nó là vấn đề nó tồn tại vài chục năm rồi và mọi người đều biết. Tất cả các ngành đều biết và đều có vấn đề. Tức là chúng ta suốt một giai đoạn dài chúng ta phát triển kinh tế và cái hệ thống pháp luật nó chưa hoàn thiện. Thì với một cái đất nước mà dân số tới 90 triệu người rồi, để quản lý vận hành cho nó thực sự là bài bản thì nó cần phải có một lộ trình. Mà cái lộ trình đấy hiện nay chúng ta đang tiến hành. Không dễ để cùng một lúc mình thay đổi tất cả mọi thứ. Ví dụ như chúng tôi một doanh nghiệp thôi. Trước đây khi mà tôi bắt đầu thành lập doanh nghiệp thì tôi chỉ lao vào làm kinh tế, tôi lao vào để có được hợp đồng, có được lợi đồng để tăng doanh thu. Nhưng sau đấy tôi mới phát hiện ra là cái quản lý tài chính của tôi nó bị hỏng rất nhiều và tôi bị thất thoát rất nhiều. Bản thân tôi thôi, không nói đến nó không hiệu quả. Thế thì lúc đấy lập tức tôi phải quay lại, tôi chấn chỉnh những cái việc kia. Nhưng nó rất là nhiều khâu, không phải tôi chấn chỉnh được ngay. Đúng rồi. Mà mỗi ngày tôi làm một ít, mỗi ngày tôi hoàn thiện. Tất nhiên có những người anh em ruột tôi bảo tại sao không chấn chỗ này, tại sao không chấn chỗ này, cứ nghĩ là tôi không biết. Nhưng tôi mới nói này, tôi là người làm, tôi nhìn thấy trước anh và tôi hiểu hơn anh nhiều. Anh chỉ nhìn thấy hiện tượng, anh không nhìn thấy bản chất. Và tôi cùng một lúc tôi không thể bịt tất cả lại. Giống như tôi muốn đắp một con đập ngăn sông, tôi không thể ụt một cái cho nó dâng nước lên. Tôi phải đào một cái con sông cho nó thoát đi rồi tôi đắp lên rồi tôi mới dần dần nó đắp lại. Thế thì tất cả mọi việc chúng ta đều nói giống như anh nói là anh bảo là nếu giao cho cơ quan này nó không tin tưởng. Tất nhiên tất cả mọi vấn đề đều phải giao cho một tổ chức nào đấy. Và nếu cái tổ chức đấy phải được tín nhiệm và phải có những con người trong tổ chức đấy phải có đủ tư cách, phải có đủ năng lực và có đủ tư cách để đảm nhận vị trí đấy. Chứ nếu giao cho nhiều người quá thì lại trở lại như trước đây là cha chung ngoài khóc. Một việc rất nhiều bộ ngành rồi cuối cùng chẳng anh ông nào chịu trách nhiệm. Thế thì lại là cái bài toán cứ con gà có trước hay quả trứng có trước và cứ chạy đi chạy lại mãi như vậy. Thế thì rõ ràng để một thể chế được hoàn thiện thì chúng ta và trong thời gian gần đây là Đảng và Nhà nước đang làm rất là mạnh. Và chúng tôi là doanh nghiệp, chúng tôi nhìn thấy rõ cái sự thay đổi. Và chúng tôi nhìn thấy rõ cái phục vụ của công chức đối với doanh nghiệp. Và dần dần người ta đang chuyển từ cái thái độ quản lý sang thái độ phục vụ. Chúng tôi nhìn thấy rõ và chúng tôi rất vui, chúng tôi rất mừng. Nhưng chính vì chúng tôi cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió, chúng tôi biết rằng không thể ngay lập tức muốn người ta thay đổi thật nhanh. Mặc dù chúng tôi là doanh nghiệp, chúng tôi rất muốn. Nếu muốn càng công khai càng minh bạch chúng tôi càng thích. Tôi hiểu ý anh. Có lẽ là chúng ta chưa hiểu ý nhau thôi. Có nghĩa là thế này, tôi thì hoàn toàn đồng ý quan điểm của anh. Có nghĩa rằng ở đây là để làm cho cái thông tin này nó có hiệu quả thì rõ ràng là mình phải việc có rất nhiều việc phải làm, nhưng có hai việc quan trọng. Thì việc đầu tiên là như tôi vừa nói là phải công khai hóa. Thì chắc anh cũng đồng ý, không phải anh phản đối. Nhưng cái việc thứ hai tôi rất đồng ý với anh là hiện nay đây là một cái điểm mấu chốt nữa mà cái ý của anh ấy, là chúng ta cũng bàn là hiện nay cái thông tin này mà được thu thập ấy, thì tôi cũng cho rằng là không có một cơ quan như anh nói chuyên nghiệp để xử lý và phân tích nó mang tính chất hệ thống và có lịch sử. Bởi vì hiện nay chúng ta cũng hoàn toàn là chúng ta đang kê khai theo cái bản giấy. Tôi e rằng là khi các bản giấy này được tập hợp lại nó chỉ là một tập hợp
của những cái kê khai hàng năm và không có cái sự phân tích hay xử lý mang tính chất có hệ thống như anh vừa nói. Thế thì rõ ràng là tôi thì tôi cũng đồng ý với anh hoàn toàn là rõ ràng để sắp trong thời gian sắp tới thì để cho cái thông tin này cũng phải được xử lý một cách chuyên nghiệp, một cách tập trung và bởi một cơ quan có chuyên môn và có trình độ như anh nói. Có nghĩa rằng là phải có một cơ quan như vậy. Nhưng mà cái ý của anh em mình có lẽ thống nhất nhưng chỉ khác nhau một điểm là chúng ta không thể chỉ có đưa thông tin cho cơ quan đấy và cơ quan đấy chịu trách nhiệm đánh giá cái tính trung thực. Cơ quan đấy chỉ có một phần là đánh giá tính trung thực vì trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Nhưng một phần thứ hai là chúng ta cũng phải kết hợp thêm. Chứ không phải là chúng ta không loại bỏ là buộc phải công khai hóa. Chứ còn tôi rất đồng ý với anh một câu chuyện là hiện nay đúng là vấn đề tôi cũng nhận ra là thông tin này tôi không tin rằng đã được xử lý một cách bài bản, có hệ thống, có tính chất lịch sử. Tính chất lịch sử có nghĩa là gì? Có nghĩa là tài sản của ông Hiếu cách đây 10 năm ông khai thế này thì bây giờ chỉ bằng một cái nhấp chuột anh phải biết là cái biến động tài sản của tôi trong 10 năm qua nó như thế nào. Còn nếu không có thì chúng ta lại mất rất nhiều thời gian là mang 10 cái bản đấy ra và chúng ta phân tích so sánh khi cần thì nó lại vừa mất thời gian và nó lại vừa không tính có hệ thống và thậm chí cái thông tin đó mà cung cấp ra ngoài thì đôi khi cũng rất khó cho xã hội chẳng hạn. Nhưng đấy tôi là nghĩ cái việc mà tôi xây đồng ý. Cơ sở dữ liệu và phân tích như thế thì không hề khó. Rất tôi nghĩ thậm chí rất nhanh nữa nếu mà chúng ta thực sự chúng ta quyết tâm làm. Nếu như luật luật phòng chống tham nhũng là nếu như có những cái nội dung như vậy tôi rõ ràng là tôi cũng ủng hộ những cái ý kiến như ý của doanh nghiệp vừa rồi. Bởi vì cái đấy là anh cũng có kinh nghiệm thực tế thực trong xử lý vấn đề tương tự. Thì tất cả mọi người đều ủng hộ, không ai không ủng hộ. Nhưng vấn đề là chúng ta bàn ở đây là làm thế nào cho nó nhanh nhất. Đúng rồi. Ai cũng muốn làm nhanh, ai cũng muốn tất cả mọi sự tự đều minh bạch. Ví dụ như chúng tôi là doanh nghiệp. Tôi nói ví dụ trong nghề của tôi thôi là chúng tôi là người sản xuất hàng hóa để cung cấp cho người tiêu dùng. Chúng tôi mất những cái sản phẩm nhanh cũng mất 4-5 năm, có những sản phẩm mất 10 năm chúng tôi mới ra được một công thức và sau đấy chúng tôi mới sản xuất. Thử nghiệm có khi nó từ 10 đến 15 năm, có nhanh nhất cũng phải 5 năm để có một sản phẩm. Nhưng chỉ sau 1 năm tôi lập tức bị những người khác ăn cắp cái công thức đấy và... Tôi nghĩ cái chuyện này nó hoàn toàn khác với chuyện là chúng ta công khai những cái... Không khác. Nó có liên quan, tất cả các vấn đề trong xã hội nó đều liên quan đến nhau. Tôi nói ví dụ thế thì các tổ chức quản lý của nhà nước, thế quản lý thu nhập ở đây không phải mỗi công chức có thu nhập đấy. Những người làm hàng giả hàng nhái, người ta có thu nhập còn cao hơn công chức rất nhiều. Mà hàng giả hàng nhái thì nếu muốn bắt rất dễ. Bất kỳ một tuyến phố nào đều có những cái biển rằng là hàng sách tay. Hàng sách tay tức là hàng giả hàng nhái thôi. Thế thì nó liên quan rất nhiều đến nhau. Tức là làm thế nào để quản lý xã hội một cách tốt nhất. Đây chỉ là một vấn đề thôi. Thế thì hôm nay chúng ta bàn vấn đề này. Nhưng tôi muốn nói rộng ra một chút tức là ai cũng muốn công khai, ai cũng muốn minh bạch và ai cũng muốn tất cả những cái việc đúng, những cái chủ trương đúng phải được thực hiện một cách nhanh nhất. Nhưng làm thế nào để cho nó nhanh nhất thì là thì chúng ta đang bàn là các chương trình đấy. Nhưng mà tôi cũng hình dung ra nó giống như một cái hệ thống gọi ta tạm gọi là cái hệ thống dây chuyền sản xuất ấy. Rõ ràng là cái đây là công cụ để thu thập thông tin. Nhưng thông tin này hiện nay theo tôi là chưa được xử lý. Có nghĩa là nó phải được xử lý sơ chế bởi một cơ quan chuyên nghiệp và phải được phân tích đánh giá bởi một cơ quan nhà nước. Đầu tiên gọi ta tạm gọi là bước đầu là sơ chế. Và sau đó thì thông tin này phải được công khai hóa ra bên ngoài để kiểm chứng và hoàn thiện cái sản phẩm. Thì rõ ràng hiện nay cái quy trình thì trong ba quy trình đấy hiện nay như chúng ta phân tích tôi thấy đều có những cái mà cần phải hoàn thiện. Mà phải hoàn thiện rất nhanh như anh nói, hiện nay thời gian là quan trọng. Thì chúng ta phải hoàn thiện cả về thông tin thì như tôi vừa nói là có lẽ chúng ta phải thu thập thêm thông tin ở đây. Cái thứ hai là phải xử lý sơ chế thì hiện nay chúng ta thiếu bộ phận chuyên nghiệp để sơ chế. Cái thứ ba là để hoàn thiện sản phẩm hiện nay chúng ta thiếu đi cái gọi là công khai hóa, minh bạch hóa. Tôi thấy ý kiến nhiều ý kiến hay đấy nhưng mà quay lại là có vấn đề này. Tức là nói rằng là cái đội ngũ cán bộ quản lý của chúng ta ai cũng biết cả. Ai cũng mong đợi muốn làm như thế. Thế nhưng tại sao lâu nay chúng ta không làm? Chúng ta đi nước ngoài nhiều chứ. Cán bộ công chức đặc biệt là những trọng trách người ta đi nước ngoài nhiều chứ. Học phòng chống tham nhũng người ta đi Thụy Điển mòn chân. Đi Hàn Quốc, đi các nước. Dân chủ có, không dân chủ có. Đúng không? Thế tại sao người ta không làm? Ở đây tôi đặt vấn đề là yếu tố về hệ thống. Yếu tố là mỗi người chúng ta đều mong đợi như thế cả, nói ra như thế cả. Nhưng khi đặt mình vào đấy lợi ích nhóm. Lợi ích nhóm. Ở ta bây giờ vấn đề lợi ích nhóm là chi phối, thậm chí nó phá phách ghê lắm, chứ không phải nhỏ đâu. Đấy, từng nức với nhau, các từng nức. Doanh nghiệp một nhóm riêng, ông làm gì nào để ông làm, nhưng mà ông chỉ làm tránh thuế thôi. Ông hạn chế thuế thôi, đúng không? Ví dụ thế. Ông muốn hạn chế thuế thì ông phải cấu kết với bộ máy công quyền, đúng không? Để người ta giảm tải đi. Đáng lẽ tôi thu cái này còn đồ
100 tỷ thưa thưa kể này thì giảm đi 50 tỷ thôi, chia đôi sẽ gọi là cái thu lợi đấy là ăn chia đúng không? Cái lợi ích nhóm này là nó làm cho người ta lừng khừng, và chính cái này nó làm hạn chế sự phát triển của Việt Nam. Tại sao lợi ích nhóm nó hoành hành như thế? Là tôi quay lại là minh bạch, vai trò của nhân dân, đúng rồi, vai trò của mạng xã hội. Nếu rồi nó kiểm soát cái này thì tôi nói là lợi ích nhóm nó có lại, nó giảm bớt đi, và mỗi người thì cố gắng để bứt phá lên và đóng góp nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Chứ tôi nghĩ là không thể chấp nhận được Việt Nam mình cứ lẹt đẹt mãi được. Chúng ta kinh tế thị trường bao nhiêu năm rồi, đổi mới bao nhiêu năm rồi, mà bây giờ hình như càng phát triển thì nguồn thu càng không có. Tại sao thế? Tài nguyên thì vẹt khai thác hết rồi, rừng thì chặt hết rồi, dầu khí thì múc hết rồi, vàng rồi các thứ thì đều hết rồi, nhưng mà nguồn thu thì không có nữa. Bây giờ hết cả này, có vấn đề đấy lợi ích nhóm. Đó là cho nên là đấy, tôi đi từ cái này và tôi vẫn nghĩ là yếu tố về hệ thống, giữa yếu tố về hệ thống là thiết lập được cả mối quan hệ. Cả mối quan hệ là phải công khai minh bạch thì chúng ta mới sử dụng được tài nguyên quốc gia. Chốt lại là phải công khai minh bạch. Thực ra chúng tôi thực hiện các chương trình đối thoại, chúng tôi biết là từ một cái nội dung này thôi nó sẽ đi ra rất nhiều nội dung, có rất nhiều vấn đề chúng ta cần giải quyết, chúng ta mong đợi. Thế tuy nhiên là chúng tôi hiểu là cái việc công khai minh bạch, tất cả các khách mời đều đồng tình không? Và chúng ta quyết tâm làm điều đó. Nếu mà chúng ta quyết tâm, tôi nghĩ là chúng ta đều có thể làm được và làm rất là nhanh. Vì vậy nên chúng tôi rất là mong các khách mời đến với chương trình đối thoại để cùng chia sẻ những cái ý kiến với chúng tôi và cùng chia sẻ một cái quyết tâm là chúng ta phải làm được và chúng ta phải cố gắng để làm để đạt được kết quả chúng ta mong đợi. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với chương trình, trao đổi với nhau rất là sôi nổi cũng như chia sẻ những cái thông tin mà tôi nghĩ là rất hữu ích cho quý vị khán giả, rất là thiết thực đối với cả những nội dung đối thoại ngày hôm nay. Thì chúng tôi rất là mong các khách mời tiếp tục tham gia đồng hành cùng với nhiều chương trình đối thoại nữa, và chúng ta theo dõi tiếp những cái thay đổi, những cái tiến trình mà chúng ta sử dụng những cái bản kê khai này, chúng ta gom nhặt thông tin và chúng ta xử lý thông tin như thế nào để mà thực sự hiệu quả trong cái công cuộc là phòng chống tham nhũng. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại cũng như cả một vệt đề tài của đối thoại liên quan tới việc là phòng chống tham nhũng và trên website của kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.